Hello anh em. Clip anh em đang nhìn thấy hôm nay là em sơn lên sóng cho anh em một con đếch đẹp long lanh. Đẹp long lanh anh em nhìn này. Em quay để giới thiệu sản phẩm. Còn thực ra cả clip test em test nhiều lắm rồi. Mà anh em nghe chất âm ở trên mạng thì thực ra là cũng chỉ một phần nào đó thôi. Còn em là em bao về chất lượng và bao về chất âm. Bao độ nguyên bản, nguyên zin. Em chỉ giới thiệu và báo giá để anh em nào trong tầm tiền mà chơi được thì anh em chơi. Trên Zalo 0988434435 đã có rất rõ rồi. Đây là một con lốt D của Hitachi 2 speed. Con này có khả năng thâu phát hoàn hảo. Đặc biệt nó có tốc độ thâu 112, tốc độ thâu nhanh. Này, nó rất hay ở chỗ đấy. Kiểu như thâu chuyên nghiệp ấy, có đèn tia đây. Đấy, mọi thứ hoàn hảo anh em nhé. Đây, mọi thứ hoàn hảo này, hai cửa. Hai cửa. Đầu tư cho anh em xem này. Chưa dùng tại Việt Nam luôn. Sáng bóng. Sáng bóng. Cho nên đảm bảo cho anh em là cái đồ mới. Đồ mới chi tiết. Thì không phải nghĩ về chất lượng. Đấy. Quay là quay để cho anh em biết được là em Sơn có cái sản phẩm này. Cái đầu đếch lốt D. Hai cửa. Thâu phát hoàn hảo. Phone này, mic này. Đấy. Có chế độ thâu tốc độ nhanh ấy. DVK440. Phía đằng sau là có line in và line out thôi. Đó là cả cái đầu đếch thì đầu nào cũng vậy. Line in và line out. Đấy. Đầu đếch, line in và line out. Đấy, tóm tắt cơ bản như vậy. Còn phần chính là giá. Công khai. Anh em nào mua bán sởi lởi, giá tại thời điểm này rất tốt. 2,8 triệu. Tặng anh em luôn 5 cuốn băng. Ok chưa? Tặng anh em 5 cuốn băng. 2,8 triệu tặng thêm 5 cuốn băng. Bao ship. Rung đùi nhận hàng. Ok chưa? Nổ tài khoản 2,8 triệu là xong. Tặng 5 cuốn băng. Rung đùi nhận hàng. Miễn phí ship. Nhanh gọn tình em từ xưa này rồi. Bán hàng công khai sở lợi. Còn anh em nào muốn chi tiết hơn nữa thì cứ vào Zalo 0988 434 435. Ở trên đấy có hết. Rồi, xin cảm ơn.